Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với bản tin FBNC tối nay. Thưa quý vị, ngay sau thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách dự án cầm cố ngân hàng, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã lên tiếng phản ứng vì cho rằng danh sách này có nhiều điểm khiến người mua nhà hiểu lầm, cho rằng đây là dự án của những chủ đầu tư yếu kém năng lực về tài chính. Theo quy định của luật kinh doanh bất động sản, để bán nhà ở hình thành trong tương lai, dự án đó phải được ngân hàng bảo lãnh để phòng khi chủ đầu tư không giao nhà đúng cam kết thì ngân hàng phải đứng ra bồi thường thay. Vì vậy, có rất nhiều dự án trong danh sách mới được Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh công bố thế chấp ngân hàng để được nhận bảo lãnh chứ không phải để vay vốn. Trong đó có các dự án của Gia Hòa, Novaland, v.v. Thậm chí với công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng, 8 trường hợp người mua nhà tự thế chấp căn hộ đã mua nhưng dự án đó cũng bị đưa vào danh sách này, gây hiểu lầm cho người mua nhà nói chung. Ngoài ra, đại diện liên doanh Phú Mỹ Hưng cũng khẳng định với FBNC, hiện nhà phát triển bất động sản này không hề thế chấp bất cứ dự án nào. Vì vậy, các doanh nghiệp bất động sản cho rằng, danh sách trên cũng cần phân loại dự án để minh bạch thông tin, tránh gây nhiễu thị trường. Về góc độ ngân hàng, một dự án được thế chấp để bảo lãnh thì đó là dự án tốt vì đã có thủ tục đầy đủ từ giấy phép xây dựng, hoàn thành phần móng, đã đóng tiền sử dụng đất, v.v. Cũng liên quan đến thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường công bố 77 dự án bất động sản đang thế chấp ngân hàng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với tiến sĩ Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horia, để tìm hiểu về một số phản ứng của cả người mua nhà lẫn các doanh nghiệp bất động sản hiện nay. Mời quý vị theo dõi. Dạ thưa ông, như ông cũng thấy thì trong những ngày gần đây, thị trường bất động sản tiếp nhận thông tin công bố từ Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về 77 dự án bất động sản đang thế chấp trên địa bàn. Và thông tin này đã gây ít nhiều hoang mang lo lắng cho những người đã, đang và sắp mua nhà. Ông có ghi nhận cái thực tế này được phản ánh từ các doanh nghiệp bất động sản của mình không? Sau khi Sở Tài nguyên Môi trường công bố danh sách 77 dự án đang thế chấp ở ngân hàng thì ngay lập tức có tác động tức thì là đến thị trường bất động sản. Đối với người tiêu dùng thì nhiều người tiêu dùng không có hiểu, cho nên rất là lo lắng, hoang mang, bức xúc, bởi vì nói rằng tôi đã lỡ mua ở các dự án bị thế chấp rồi. Rồi có người tiêu dùng bảo rằng tôi dự định mua ở các cái dự án này nhưng bây giờ bị thế chấp thì như vậy có phải là chủ đầu tư là yếu kém về năng lực không? Đó. Còn đối với doanh nghiệp thì có doanh nghiệp thì phản ứng là dự án của tôi đã rút ra khỏi cái tài sản thế chấp rồi, tức là đã được giải chấp rồi, sao lại vẫn còn tên trong danh sách này? Rồi có doanh nghiệp lại nói rằng là tôi thế chấp không phải để vay tiền, tôi không hề lấy một đồng nào của ngân hàng mà chỉ để ngân hàng cấp cho tôi cái chứng thư bảo lãnh để chúng tôi mở bán dự án đúng theo quy định. Tức là trước khi bán dự án là phải có cái chứng thư bảo lãnh ngân hàng. Rồi là có doanh nghiệp thì nói rằng tôi thế chấp như vậy chứng tỏ rằng tôi có uy tín, tôi có năng lực thì ngân hàng mới thẩm định và mới cho tôi vay, và tài sản thế chấp này là tài sản sạch cho nên tôi mới được vay. Rồi cũng có cá nhân mà có tên trong danh sách này thì cũng có phản hồi, tức là người ta nói rằng còn tại sao tôi là cá nhân, tôi thế chấp, đây là quyền riêng tư của tôi, sao lại đưa vào danh sách của các dự án này. Người ta hoan nghênh cái việc công khai các dự án đang thế chấp, nhưng mà cái cách công khai, nội dung công khai chắc là những vấn đề Sở Tài nguyên Môi trường cần phải nghiên cứu thêm. Dạ vâng, quay lại với con số 77 dự án. Thưa ông, một số cái ý kiến từ các ngân hàng lớn và từ Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng là số lượng các dự án mà có thế chấp ngân hàng lẽ ra phải lớn hơn con số 77 này rất nhiều. Và dựa trên cái thông tin từ về tăng trưởng tín dụng từ hàng nhà nước thì chúng ta cũng thấy là cái nhận định này không phải là không có cơ sở. Vậy thì quan điểm của ông về cái con số 77 này như thế nào? Liệu có phải là có tiêu chí gì đó trong việc là chọn ra 77 dự án bất động sản để chúng ta nêu tên hay không? Theo tôi nghĩ là hoàn toàn không có một tiêu chí nào. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đây là một cái công bố lần đầu tiên, cho nên tạm thời có thể coi đây là công bố đợt 1 của Sở Tài Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì như chúng ta thấy là toàn thành phố là có hơn 500 dự án đang hoạt động, mà chỉ có 77 cái dự án bị đưa lên trong cái danh sách là có thế chấp, thì chỉ chiếm có hơn 13% thôi. Nếu quả thật con số này là sự thật, thì phải nói rằng tiềm lực của các doanh nghiệp bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh quá mạnh. Và điều đó lại càng thấy rằng thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh là đang phát triển một cách rất là lành mạnh, rất tốt, rất vững chắc. Nhưng mà giả định con số này chưa đủ thì chúng tôi nghĩ rằng Sở Tài môi trường cần phải rà soát lại để công bố đầy đủ danh sách các dự án đang thế chấp ở ngân hàng, và đồng thời cũng sửa sai
những trường hợp mà công bố nhầm đối với những dự án mà đã giải chấp xong, cũng như là không nên công bố những cá nhân mà đã có trong danh sách thế chấp bất động sản vừa rồi. Chúng tôi đề nghị là cơ quan đăng ký thế chấp phải công bố chủ động tất cả mọi thông tin một cách minh bạch và bình đẳng, công bằng đối với tất cả các doanh nghiệp. Như vậy chúng tôi cho rằng ở đây không hề có một tiêu chí nào để lựa chọn danh sách những cái dự án đang bị thế chấp mới được công bố, còn những cái dự án nào đó thì không được công bố, là điều đó hoàn toàn không đúng với cái yêu cầu minh bạch thông tin trên thị trường bất động sản. Dạ vâng, như vậy thì trên phương diện là chủ tịch của HORE, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, thì ông có khuyến nghị nào đối với những người đã mua nhà tại các cái dự án có tên trong 77 cái dự án mà thế chấp này, cũng như những người sắp mua nhà? Như chúng tôi có phát biểu trước đây là dự án đang bị thế chấp không có nghĩa là bị cấm giao dịch. Dự án đang bị thế chấp vẫn có thể được chuyển nhượng, vẫn có thể bán căn hộ, bán nhà ở trong cái dự án đó cho người tiêu dùng, chỉ với một điều kiện, đó là phải được sự đồng ý của ngân hàng nơi nhận thế chấp, có văn bản thỏa thuận cho chủ đầu tư được bán sản phẩm dự án đó cho người tiêu dùng thì chủ đầu tư được bán sản phẩm. Cho nên đối với bà con mà đã mua căn hộ ở trong các dự án đã bị thế chấp và lúc đó mình không biết, thì bây giờ người tiêu dùng hoàn toàn có quyền yêu cầu chủ đầu tư cung cấp cái văn bản mà ngân hàng thỏa thuận cho chủ đầu tư được quy động vốn của khách hàng, tức là được bán sản phẩm. Rồi đối với bà con mà dự định sẽ mua trong các cái dự án này thì bà con cũng yêu cầu chủ đầu tư phải xuất trình cái văn bản thỏa thuận của ngân hàng thương mại nơi mà nhận thế chấp cái dự án này, thì như vậy chúng ta mới yên tâm. Nhưng mà điều đó là cũng chỉ mới có là thấy thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là nếu bà con ký hợp đồng mua sản phẩm của dự án đang bị thế chấp thì bà con yêu cầu chủ đầu tư phải cung cấp cho mình một bản sao công chứng cái văn bản thỏa thuận của ngân hàng cho phép doanh nghiệp được bán sản phẩm cho khách hàng. Thì như vậy chúng ta phải giữ một cái văn bản này để làm bằng chứng, để sau này nếu mà có một cái chuyện gì khuất tất xảy ra thì chúng ta còn có chứng cứ. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư danh mục dự án ưu tiên đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP. Trong đó, thành phố cho biết đang cần khoảng 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho giao thông giai đoạn 2016 và 2020. Theo danh mục, tổng nhu cầu vốn cho các dự án hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 của thành phố là hơn 137.500 tỷ đồng, riêng vốn nhà nước tham gia gần 38.000 tỷ đồng. Trong đó, các dự án ưu tiên gọi vốn đầu tư gồm tuyến monorail số 3, ngã tư Phan Nhân Trị, Nguyễn Oanh, ga Tân Chánh Hiệp có tổng vốn dự kiến khoảng 8.400 tỷ đồng. Dự án mở rộng quốc lộ 22 đường Xuyên Á, tổng vốn đầu tư hơn 12.800 tỷ đồng. Dự án xây dựng đường trên cao tuyến số 5 từ nút giao trạm 2 đến nút giao An Lạc với kinh phí khoảng 20.000 tỷ đồng. Hiện thành phố đang triển khai một số dự án quan trọng gồm tuyến metro số 1, số 2, dự án vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2, dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ, Bến Nghé, kênh Đôi, Tẻ giai đoạn 2. Tổng mức đầu tư cho các dự án này là gần 110.700 tỷ đồng. Trong đó vốn vay ODA là 91.400 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách thành phố. Liên quan đến nhu cầu vốn phát triển hạ tầng giao thông, một số chuyên gia cho rằng lượng vốn thực tế thành phố cần trong thời gian tới còn lớn hơn từ 500.000 đến 1 triệu tỷ, nhưng nguồn vốn hiện đang rất khó khăn. Thành phố có thể áp dụng các giải pháp như đổi đất công lấy hạ tầng, hoặc tận dụng các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước hay công ty đầu tư làm vốn mồi để huy động các nguồn lực khác. Quý vị vừa xem qua những cảnh đẹp ở bãi biển Nha Trang, Khánh Hòa. Trở lại với bản tin FBNC tối nay. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7, công ty cổ phần đầu tư Thảo Dược Xanh đã chính thức khai trương hệ thống phân phối Thảo Dược Xanh Green Plus tại hai địa chỉ 13C Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và cửa hàng tại khu du lịch Madagui, Lâm Đồng. Trong buổi lễ công bố, công ty cũng đã ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng với trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Kính thưa
Đây là hai cửa hàng đầu tiên trong kế hoạch phát triển 10 cửa hàng Greenplus trên toàn quốc trong năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh, đơn vị chuyên phân phối các loại thảo dược, sản phẩm từ thảo dược chất lượng cao, có nguồn gốc thiên nhiên, giúp duy trì tăng cường sức khỏe và sắc đẹp. Bên cạnh hai cửa hàng trên, công ty cũng đồng thời khai trương siêu thị bán hàng trực tuyến tại địa chỉ www.thaoduocxanh.vn. Theo ông Đặng Đức Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh, ngoài việc phát triển chuỗi cửa hàng Greenplus, Công ty Thảo Dược Xanh cũng đang xúc tiến đầu tư phát triển vùng nguyên liệu tại Maragui với diện tích 20 hectare, vùng núi Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum, diện tích 100 hectare, để nghiên cứu trồng nhiều loại thảo dược như nấm linh chi, sâm ngọc linh, v.v. Cũng nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, trình độ cao, hướng đến nghiên cứu tìm tòi và ứng dụng những thảo dược quý để cho ra đời những sản phẩm thảo dược chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh an toàn, hiệu quả. Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh cũng đã ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng 30 dược sĩ với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong thời gian từ nay đến hết năm 2017. Bên lề buổi khai trương và ký kết, hội thảo Linh Chi có phải thần dược không cũng được tổ chức. Đây là sự kiện đầu tiên trong hàng loạt các hội thảo chuyên đề về thảo dược mà Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh phối hợp với các đơn vị chuyên ngành tổ chức, với mục đích không chỉ cung cấp những thông tin hữu ích mà còn thảo luận tranh luận cởi mở, làm sáng tỏ thêm tác dụng của các loại thảo dược vô cùng phong phú và hữu ích mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Và nhân dịp này, câu lạc bộ Thảo Dược Xanh đã chính thức khai trương hoạt động, tập hợp những hội viên yêu thích các sản phẩm thảo dược từ thiên nhiên và chia sẻ kinh nghiệm trong phòng và điều trị sức khỏe hiệu quả và tiết kiệm. Chỉ vừa mới nghỉ ngơi chưa được 2 tuần sau giải đấu lớn Royal Tour tại Scotland, các golf thủ danh tiếng trên thế giới lại chuẩn bị cho giải đấu lớn PGA Championship cuối cùng trong năm, khai mạc vào hôm thứ Ba, ngày 26 tháng 7 vừa qua. Tại giải golf mở rộng của Anh trước đó, hai tay golf Henrik Stenson và Phil Mickelson cũng đã trình diễn một màn thi đấu ấn tượng ở 3 gãy cuối của trận đấu. Tuy nhiên, đáng tiếc là cả hai đều không giành được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng tổng thể. Dù vậy, cả Stenson và Mickelson đều là hai tay golf được kỳ vọng mang lại kết quả ấn tượng tại PGA năm nay. Chủ tịch của giải F1 Thế giới, ông Bernie Eccleston, hiện đang đứng ngồi không yên khi mẹ vợ của ông vừa bị bắt cóc tại Sao Paulo ở Brazil. Bà Abrecida Chuck, mẹ vợ của Eccleston, được phát hiện mất tích từ đêm thứ Sáu ngày 22 tháng 7 cho đến khi bọn bắt cóc liên lạc với gia đình. Eccleston, người được tạp chí Forbes ước tính có giá trị tài sản hiện tại là 3,1 tỷ đô la Mỹ, hiện là một trong những người giàu có nhất trong làng thể thao. Theo một tờ báo Brazil đưa tin, hiện bọn bắt cóc đang đòi mức tiền chuộc là 36,5 triệu đô la Mỹ. Bắt cóc đòi tiền chuộc cũng không phải là một điều bất ngờ đối với Brazil khi tình hình an ninh tại đây ngày càng trở nên phức tạp hơn sau các vụ lùm xùm chính trị. Cho dù chính phủ Brazil cũng như các nhà chức trách tại Rio đã tốn khá nhiều kinh phí cũng như công sức cho công cuộc cải tạo độ ô nhiễm của vịnh Guanabara, thế nhưng kết quả kiểm tra của các nhà khoa học và chuyên gia sức khỏe mới đây lại không mấy khả quan. Các thủy thủ tham gia các môn thi đấu dưới nước cho biết họ được các bác sĩ cũng như các săn sóc viên y tế nhắc nhở nên hạn chế mở miệng và tuyệt đối không nên uống nước từ vịnh. Olympic Rio năm nay có thể được xem là một mùa Olympic khá khó khăn trong lịch sử khi các vận động viên tham dự gặp rất nhiều trở ngại từ sức khỏe, môi trường, chỗ nghỉ đến nhu cầu an ninh. Và trong phần tiếp theo của bản tin FBNC tối nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục cập nhật những tin tức nổi bật của thế giới. Chứng khoán thế giới tiếp tục diễn biến trái chiều chờ kết quả cuộc họp từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Amazon đã được cấp phép giao hàng bằng máy bay không người lái ở Anh.